Xin chào mọi người, mình là Yến Duy. Rất vui được gặp lại các bạn tại kênh của Mr. Zero, bóng đá vui nhộn. Tượng Ibra bị cổ động viên quá khích cắt mũi. Tiền đạo Ibrahimovic vừa phải đón nhận thông tin gây sốc. Cụ thể, bức tường của anh ở bên ngoài sân vận động Malmö đã bị những kẻ quá khích phá hoại không thương tiếc. Theo các nguồn tin từ Thụy Điển, bức tượng Ibrahimovic đang dang rộng tay ăn mừng, không chỉ bị cắt ngón chân mà còn mất luôn cả mũi. Không những vậy, tác phẩm nghệ thuật vốn có màu vàng của Ibra đã bị sơn lại thành màu bạc. May mắn cho các cổ động viên quá khích là chỉ dám đụng chạm tượng của anh. Nếu mà đụng chạm Ibra bằng da bằng thịt thì chắc chắn các cổ động viên này sẽ phải hối hận. Đừng quên bấm nút like, share và đăng ký kênh cho Mr. Zero nào. Tạm biệt! Bức tượng của Ibrahimovic ở quê nhà Malmö đã bị các fan đập phá và quét sơn. Sau đó, những kẻ phá hoại đã một lần nữa làm hỏng một bức tượng tôn vinh tiền đạo ngôi sao Zlatan Ibrahimovic khi chiếc mũi bị cưa và đánh cắp ở thành phố Malmö, Thụy Điển. Đây là vụ lớn nhất trong một loạt các hành động phá hoại nhắm vào bức tượng đồng cao 3 m được đặt bên ngoài sân vận động của câu lạc bộ Malmö FF, đội bóng mà Ibrahimovic khởi đầu sự nghiệp. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến những hành động quá khích này? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Zlatan Ibrahimovic là huyền thoại của bóng đá Thụy Điển, là một biểu tượng mạnh mẽ vươn lên của những con người nhập cư. Sau những năm tháng liên bang 54 chìm trong chiến tranh, bị chia cắt, gia đình Ibra đã đến Malmö của Thụy Điển để lập nghiệp và anh được sinh ra tại đây. Malmö là một thành phố rất phức tạp về mặt an ninh, vì ở đây hầu hết là dân nhập cư. Tuy nhiên, nơi đây cũng có câu lạc bộ bóng đá cùng tên rất mạnh của bóng đá Thụy Điển. Malmö chính là nơi khởi đầu sự nghiệp bóng đá của Ibrahimovic. Mỗi khi nhắc đến bóng đá Thụy Điển, có lẽ sẽ không ai không nhắc đến cái tên Zlatan Ibrahimovic, là một tiền đạo toàn diện với kỹ thuật khéo léo cùng sức mạnh của một võ sĩ đai đen Taekwondo. Ibrahimovic luôn được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất ở thế hệ của anh. Ibrahimovic đã từng thi đấu cho hầu hết các tên tuổi lớn nhất ở châu Âu như Juventus, Inter Milan, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain. Mặc dù ở tuổi 38, nhưng chân sút huyền thoại của Thụy Điển vẫn duy trì khả năng ghi bàn cực tốt trong màu áo LA Galaxy với 52 lần lập công trong 56 trận, trong đó vẫn không thiếu những siêu phẩm khiến người xem kinh ngạc. Tuy nhiên, ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Ibrahimovic là một huyền thoại có 102 đối với bóng đá Thụy Điển. Ibra luôn được xem là người một tay gồng gánh đội tuyển quốc gia Thụy Điển, giành nhiều thành tích tại các kỳ World Cup và Euro. Với những đóng góp dành cho đội tuyển quốc gia, Ibrahimovic được nhiều người coi là một vị thánh sống của bóng đá Thụy Điển. Ngày 8 tháng 10 vừa qua, đất nước Thụy Điển hân hoan khánh thành bức tượng của Ibra ở trước sân câu lạc bộ Malmö để tri ân tiền đạo này. Bức tượng đồng cao 2,9 m, nặng nửa tấn, khắc họa chân dung Ibrahimovic cởi trần, ăn mừng bàn thắng, đã được khánh thành ở thành phố Malmö. Đây cũng là thành quả sau 5 năm miệt mài đúc và tạc của Peter Lindner. Theo chia sẻ của nhà điêu khắc này, mô tả tư thế đẹp của Ibra khi ghi bàn quá khó vì nó quá nhiều và quá đẹp, chẳng biết chọn tư thế nào cho vừa lòng. Vì vậy, ông đã không chọn một bộ dạng đẹp trong trang phục thi đấu hay động tác ngã bàn đèn khi thực hiện tuyệt phẩm bàn thắng, mà sử dụng hình ảnh này để khắc họa bức tượng. Đó chính là dấu hiệu chiến thắng khi trận đấu kết thúc. Ibrahimovic cũng từng có màn cởi áo khoe bụng sau một trận thắng như vậy. Bức tượng đã gây được ấn tượng trên khắp thế giới. Điều đáng nói là Ibra rất hài lòng với dáng vẻ bức tượng của mình. Anh từng tự tin phát biểu trước hàng nghìn người hâm mộ tại quê nhà. Khi đến New York, bạn sẽ thấy tượng nữ thần tự do. Khi đến Thụy Điển, bạn sẽ thấy tượng của Zlatan. Lời phát biểu cũng ngạo nghễ như tuyên bố khi đá cho Paris Saint-Germain và giờ ra đi. Ibra nói: "Tôi đến như một vị vua, ra đi như một huyền thoại, hoặc World Cup mà đội Thụy Điển vắng tôi thì chẳng có gì đáng xem cả." Tại quê nhà Thụy Điển, Ibra giống như đã trở thành bất tử. Thế nhưng vị tiền đạo 38 tuổi với 116 lần khoác áo tuyển Thụy Điển đang làm mất đi sự ngưỡng mộ của các cổ động viên nơi quê nhà khi anh quyết định trở thành chủ sở hữu 25% cổ đông của câu lạc bộ Hammarby có trụ sở tại Stockholm, thủ đô của Thụy Điển. Đây là câu lạc bộ lớn nhất của đất nước vùng Scandinavia này và là câu lạc bộ về thứ 3 chung cuộc ở Thụy Điển mùa giải vừa qua. Đây là một sự ngoại tình khó mà chấp nhận đối với người hâm mộ ở Malmö, bởi Malmö là quê hương của Ibra và câu lạc bộ cùng tên cũng là nơi khởi đầu sự nghiệp của tiền đạo này. Anh từng được kỳ vọng sẽ đầu quân hay ủng hộ đội bóng cũ của mình trong giai đoạn cuối sự nghiệp. Tuy nhiên, cầu thủ mới hết hợp đồng với LA Galaxy lại không làm như vậy. Thay vào đó, anh lại quay sang bơm tiền Hammarby, vốn là kẻ thù không đội trời chung với câu lạc bộ Malmö. Fan ruột Malmö và người dân thành phố này cảm thấy bị xúc phạm và bị phản bội về hành động không thể chấp nhận được của Ibrahimovic. Thế là họ kéo đến bức tượng của Ibra và quét sơn lên, đập phá. Vụ việc xảy ra chỉ ít giờ sau khi cựu tiền đạo Barca tuyên bố rót tiền đầu tư cho câu lạc bộ Hammarby. Bức tượng đã trở thành mục tiêu trút giận của người hâm mộ Malmö để phản ứng với khoản đầu tư gần đây của anh. Chân sút 38 tuổi đã phải lên tiếng trấn an cổ động viên Malmö, tuyên bố rằng việc mua lại Hammarby chỉ như một thương vụ đầu tư bình thường và anh sẽ không bao giờ chơi cho đội bóng này. Thế nhưng vẫn không làm xoa dịu sự phẫn nộ trong lòng người hâm mộ nơi đây. Hồi tháng 11, bức tường đã bị phá hủy, bắt đầu là chuỗi hành động bôi sơn, lấy vòng nhựa bồn cầu máng vào tay, lấy bao ni lông dơ chụp vào đầu bức tường siêu sao. Sau đó các fan quá khích tiếp tục đốt tượng Ibra. Trong tháng này trước đó, bức tượng của Ibrahimovic bị sơn bạc và một bàn chân bị cưa. Điều này đã khiến cựu tiền đạo nổi tiếng của Barcelona và Manchester United méo mặt, than phiền về bức tượng tội nghiệp của mình, trái với khi anh hân hoan và hãnh diện trong ngày ra mắt. Ngay từ những ngày đầu khi bức tượng Ibra bị phá, cảnh sát Malmö đã truy lùng và bảo vệ tượng rất chặt chẽ. Tuy nhiên, các fan cực đoan của Malmö vẫn tìm mọi cách phá hoại bằng được bức tượng đồng này. Càng ngày càng có nhiều người lôi kéo nhiều fan khác của Malmö đến phá hủy bức tượng của Ibra được đặt ngay trước sân thi đấu của câu lạc bộ Malmö. Không dừng lại tại đây, hồi tuần qua, bức tượng xấu số này tiếp tục bị hủy hoại khi có một kẻ quá khích đã tìm cách cắt đi chiếc mũi, khiến khuôn mặt của cựu tiền đạo Manchester United này giống như bức tượng nhân sư ở Ai Cập. Thêm vào đó, ngôi nhà của anh tại quê hương Thụy Điển cũng bị một kẻ lạ mặt viết dòng chữ Judas ngay trước cửa. Judas có nghĩa là kẻ phản bội. Động thái trên cho thấy uy tín của Ibra ở Malmö rõ ràng đã suy giảm nghiêm trọng. Tác giả của bức tượng Ibrahimovic hồi đầu tháng này đã nhiều lần công khai yêu cầu người hâm mộ Malmö ngừng thể hiện những hành vi quá khích. Trong cuộc phỏng vấn với báo chí, ông Lindner đã phát biểu: "Mọi người hành xử cứ như đây là chiến tranh vậy, đây là bóng đá cơ mà. Thật không thể tưởng tượng nổi họ lại chẳng hề tôn trọng sự thật rằng Zlatan đang là một người tự do rồi. Tôi muốn bức tượng được hồi phục để những kẻ đó có thể nhận ra họ ngu ngốc đến mức nào." Trong khi đó, cảnh sát Malmö cho biết họ vẫn đang bắt tay vào công cuộc điều tra tìm xem ai là kẻ phá hoại này, nhưng mọi thứ vẫn chưa có thông tin gì tiến triển. Xem ra, Ibra muốn xoa dịu nỗi tức giận trong lòng người hâm mộ vẫn còn là một điều không hề dễ dàng. Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức khi có những diễn biến mới nhất sau đó. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.